Đang đi bộ trong công viên, người đàn ông bắt gặp sinh vật kỳ dị bò ngang qua đường. Theo chủ nhân đoạn video kể lại, lúc đó anh đang đi bộ trong công viên thì bất ngờ trông thấy một con vật loang lổ màu nâu đang bò nhúc nhích gần bãi cỏ. Thoạt nhìn nó giống như một con rắn, tuy nhiên cơ thể lại ngắn và mập mạp, cộng thêm cách bò chậm chậm như một con robot, trông nó không có vẻ gì là nguy hiểm, thậm chí còn có phần hài hước. Thấy con rắn kỳ dị, người đàn ông này đã móc điện thoại ra quay lại rồi chia sẻ đoạn video lên mạng kèm câu hỏi: con này là rắn hay trăng vậy mọi người? Chỉ sau ít phút đăng tải đã có người nhận ra đây chính là một con rắn hổ lục Gabun kịch độc, có thể gây tử vong chỉ với một vết cắn. Rắn hổ lục Gabun còn được biết đến là thành viên lớn nhất trong họ rắn lục và là loài rắn độc có răng nanh dài nhất thế giới, dài đến 5cm, đồng thời nhả ra liều lượng nọc độc nhiều nhất so với bất kỳ loài rắn độc nào. Tuy nhiên, loài rắn này lại ít khi tấn công con người, nên tốt nhất là đừng chọc giận nó nếu bạn còn cảm thấy yêu đời. Thay vì trường bò uốn lượn thân mình, rắn hổ lục chọn cách nhúc nhích thân mình theo một đường thẳng bằng những vảy bụng săn chắc. Mặc dù cách này có phần chậm chạp và tốn sức nhưng lại là một chiến thuật ngụy trang khó bị phát hiện. Chỉ cần con mồi sơ sẩy bước lại gần thì ngay lập tức phải nhận phát cắn chí mạng của con rắn hổ lục. Quả là một sinh vật kỳ lạ và đáng sợ phải không nào? Các bạn khán giả của Tình Bà Phúc Bí Ẩn đã từng gặp con vật này ngoài đời chưa? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới video cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình Bà Phúc Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tình Bà Phúc chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.